chia sẻ, cán bộ dân vận phải xứng đáng với dân, dân tin, dân yêu, dân thương và dân nhớ. Mỗi bước ta đi gặp gành soi đá, thôi thúc trong tim những lời Bác dạy, cán bộ dân vận phải óc nghĩ mắt trông, tai nghe chân đi miệng nói tay làm, tai nghe chân đi miệng nói.